kết quả của ngành giao giao rất là thích. Sau là biết bao sáu nó ra đời cách đây 14 năm rồi. Đúng rồi, năm 2 đúng 14 năm, 2014. Nhưng mà nó hay cái là rằng là nó cái ngày mà được ký á, nó đúng cái ngày sinh nhật của em ngày 25 năm. Thì bản thân ấy, dân của em là những quốc gia nữ cộng sản mà. Nên là em nói thật là em mong mỏi cái điều này là lâu lắm rồi. Nhưng là về chính thức của đảng mà thì không biết nó là đời đó thì thế là mang tính chính dân chính thức và nó mang tính chỉ đạo từ cấp trung ương đến địa phương. Em nói thật, trước khi nghị quyết bà Sáu là đời thì là rất khó. Tuy nhiên
cái sự bền bỉ, cái sự kiên trì, cái sự dùng cái tấm chân tình của mình, dùng cái thực tế của mình để chứng minh. Ta không thể mình cũng thuyết phục được, mình không thể là một phần nào là đó. Hảo Hiền là ngày một ngày hai đâu, nhưng cái kênh của mình là một trong những kênh góp phần tác động vào cái việc đó. Thì con người nhận thức làm việc làm qua nhận thức cũng qua tư tưởng, mà đơn giản nó thế thôi, em nghĩ đó là như vậy, nó rất đơn giản. Thì cho em nói luôn cái câu chuyện của gia đình em hay nói câu chuyện gia đình với em, đó là okay. đó là câu chuyện của cuộc sống đời thật. Thì gia đình của em là em nói luôn là gia đình của em là họ Đỗ, là một cái gia đình đã cũng có một cái kho bạc một tí của vùng gọi là Nam Tâm Kỳ, nó có một lịch sử phát triển rất là lâu dài gắn liền với quê hương của Nam Đà Nẵng. Sau thời chống Pháp, gia đình tộc em đã tập trung đi chủ và theo cách mạng, ông cố là theo cách mạng. Nhưng sau khi 9 năm chống Pháp và năm 1955 lập lại thì chia đôi. Rất nhiều người là cha bên này, con bên kia, rồi chú bên này, bác bên kia, ông nội bên này, ông ngoại bên kia, rất nhiều. Bây giờ chúng ta đem lại sự sân hận và đấu đá với nhau, dân tộc chúng ta mãi mãi chia rẽ, vẫn mãi khác nhau. Chúng ta, cái tinh thần của người Việt 36 là gì? Chúng ta có thể khác biệt và về cô định như thế, nhưng chúng ta vẫn có điểm chung vì rằng là quốc gia và dân tộc. Ok, quốc gia dân tộc. Và khi đảng chúng ta, đảng Cộng sản chúng ta nắm vững ngọn cờ quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc, quyền lợi giai cấp, thì đảng và lãnh đạo bản tin là như thế, vì đây là lợi ích cốt lõi. Và các bạn dù đi bất cứ nơi nào trên thế giới, các bạn là người lao động, người thích về lao động chân tay, vì bất kỳ ngành nghề khác, thì các bạn nếu các bạn chịu khó đọc lại của đảng thì nó rõ quyền lợi các bạn trong đó, chứ nó không có xa rời gì cả. Và hệ thống pháp luật chúng ta ngày càng thay đổi, các bạn đọc nhất là luật quốc tịch. Đây là luật quốc tịch, nó chỉ công nhận luật quốc tịch là chỉ một quốc tịch thôi, nhưng thì bây giờ chấp nhận hai quốc tịch hoặc là sáu quốc tịch. Ok, công ty, sau ấy mình sẽ mời công ty. Là thừa nhận là quyền lợi của người Việt Nam mình, và coi Việt Kiều là cái là người Việt Nam ở nước ngoài. Cái câu hay nhất mình biết là coi Việt Kiều là gì, là người Việt Nam ở nước ngoài. Và nếu ai đó Việt Kiều, nếu thông minh ở tinh ý và nghiên cứu kỹ, thì giữ được quốc tịch Việt Nam có nghĩa là giữ được quyền lợi của mình ở nước sở tại và quyền lợi như pháp luật Việt Nam bảo hộ. Nó rất hay là ở góc độ đó, nó rất hay ở cái góc độ và về tính chất pháp lý. Và nếu nghiên cứu về công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế, thì nếu đi sâu vào các bạn thấy rất là nhiều ý hay và tư tưởng đổi mới của đảng và nhà nước đó. Nếu các bạn hiểu được cái câu chuyện, hiểu được cái câu chuyện tư duy thay đổi của đảng nhà nước mình, thì những các bạn đều sẽ không bao giờ thông minh như câu chuyện là thông minh như câu chuyện là dạ, nó ngắn gọn. Em nói ngắn gọn lại. Dạ, dạ rồi, thôi em nói nôm na thế này, là đừng nhận thức cái nghị quyết 36 là một cái câu chuyện là tuyên truyền lừa mình, và hãy nhận thức vấn đề đó trong câu chuyện tự nhiên đời sống. Như thế nào thì bây giờ chúng ta cứ đồn đoán, tôi chưa rõ, nhưng mà theo cái nguồn tin tôi được biết, từ nhiều nguồn tin, ví dụ nguồn tin từ một số hai bên đã đạt được thỏa thuận rồi, thì mình chính quyền để người ta lấy cái đó như là tổ chức những cái cuộc biểu tình, ánh mắt sân hận và tội phạm. Nếu là nếu các bạn phản bội của người ta thì đã và anh tín hiệu của tôi, vâng, anh Nam và tín hiệu từ đài thế nào chứ không cần phải ở ngoài là nhớ thì cũng vẫn tất tư cả mấy bậc hai nhóm xương tàn cũng mong lại chuối mũi vào luôn về đại đất tổ. Em kết thúc nói chuyện của em, xin phép. Rồi rồi, ok, cảm ơn Quang Thắng. Và 2004, tức là cái tiêu chí xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mình là, tức là học theo cái lời của Nguyễn Trãi, tức là lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hùng tàn, đúng không? Với quy tụ tất cả các đồng bào, những người con
của đất Việt hiện nay sẽ xa xứ, tức là về bên đất mẹ để mà cùng nhau thăm lại quê hương và cùng nhau coi như xây dựng Tổ quốc Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh. Rồi mình đang mời Ngọc Đình nhé. Sao lại mời lên lại từ chối? Ngọc Đình. Đang thêm Ngọc Đình. Rồi xin chào Hùng Thủy. Trời ơi, mẹ thằng Trung Quốc nó sang đây, mẹ chúng ta tao đã đánh cho coi như chạy tụt quần vào năm một kỳ, từ năm 1979 cho đến cuối năm 1988. Đúng rồi. Cho nên là mẹ thương nói đúng, mẹ đấm đang nhớ mày đấy. Đúng không? Những cái con như con mẹ đấm ấy, là cái rác rưởi của cái xã hội mình, cho nên mình quét ra đi. Nhưng những cái loại như thế thì nói chung là cứ sang đấy, coi như chúng mày coi như sẽ sống ở bên Mỹ hoặc là gửi cái đống xương tàn ở bên đó đi, cấm vĩnh viễn không bao giờ được coi như về thăm quê hương đất nước. Cái thân phận mày cũng như là coi như là Cù Huy à Vũ rồi là cũng như là cái con gì ấy, trước cái công an là Tạ Phong Tần rồi là cũng như là Điếu Cày thôi. Rồi anh Cầm Nguyễn còn ở đây không? Em sẽ mời, xin mời một số anh là kiều bào hiện nay sống ở bên nước ngoài lên nói về cái nghị quyết 36 thì là hay hơn. Rồi sẽ là những người hùng, mày thấy em đầu tiên Điếu Cày là Tạ Phong Tần rồi là Cù Huy Hà Vũ, thấy chưa? Sang đầu tiên thì cũng được một thời gian cỡ khoảng gần một tháng. Anh ấy cầm gửi lời yêu cầu đi, anh không có camera thì chào đón có vẻ mà ác liệt lắm, nhưng mà bây giờ đấy đi nhặt lon sống cuộc sống ở bên kia như thế nào. Anh ấy cầm gửi yêu cầu, anh cầm hoặc anh ấy phát ra ok lại. Cho nên cái loại rác rưởi như thế đất nước Việt Nam không cần, cho chúng mày đi hết đi, Mỹ hoặc các nước nào khác đón mấy cái thằng dân chủ quậy cho đi hết đất nước Việt Nam và chúng mình không cần những cái con người đó, chúng nó là cái rơm cái rác để coi như là vâng có camera nữa. Để cho chúng nó ở trên đất nước Việt Nam coi chỉ để quẩn cái xã hội Việt Nam ra. Bây giờ ví dụ nhà nước mình cho hết tất cả những kẻ đi, tôi sẽ góp thêm tiền thế máy mạnh để cho chúng nó đi. Vâng, em xin chào anh Cầm. Hello Hoàng Nguyễn, chào chào mọi người. Thì hôm nay bạn Nguyễn có một chủ đề gọi là nghị quyết 36, rồi riêng tao thì tao ủng hộ hoàn toàn 100%. Bởi vì có cái nghị quyết này thì như vào những người mà yêu nước chân chính ở bên này, người ta cũng tin về thông tin họ ngày xưa họ anh cho một phút thì, trước khi mà có cái nghị quyết này thì có vân vân ở bên này có đa số Việt kiều, họ không chấp bác đất nước Việt Nam của mình, nhưng họ không hiểu được là cái ngày họ vượt biên họ ra đi thì sau khi trở về họ có bị cái gì không, hoặc là có những cái gì ưu tư, hoặc là họ nào họ nơm nớp họ lo sợ. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày có nghị quyết đó ra thì họ đi về mà đi tới đi lui rất là thoải mái. Nên thì chỗ đó thì tao vẫn họ cái nghị quyết 36. Rồi thì còn một cái số thành phần nhỏ bên này coi bản nghiêm của một phương tiện thực tức họ cái mà nghị quyết 36 bên này nó tuyên xuyên tạc là để gửi đi cho Việt Nam là cái gì sao để cái đồng bằng tiền đó thuộc dòng tiền lẻ mày gửi gì cho thân nhân gia đình mày trả đâu của giúp gì cho đất nước đâu. Cái điều đó là mình xác nhận đó, còn đất nước mở nguồn ngoại tệ kiều hối nó không phải vào thì chỉ người vào người ta để nhập khẩu tụt lúc là điều chuyện lắm chứ không phải riêng gì chỗ đâu. Có một cái điểm này nữa là khi mà nghị quyết 36 ra đời thì ở đây có những thành phần cái hạn như là riêng tao không nói rồi, tao đéo hay mà tao không sợ, không có tao cũng về, có tao cũng về thăm nhận. Nhưng những người mà dân dân ở bên này mà tao muốn về Việt Nam, tao thăm quê hương, hoặc tao muốn làm ăn mà tao vẫn còn do dự, tại tao không biết gì hết, tại vì tao muốn tình
còn người càng có kiểu 36 thì họ mạnh dạng, họ trở về, họ đầu tư, họ có những cái đó là một cái điều rất là tốt, không có gì. Thì đi cá nhân có hiểu là 100% rồi, không nói gì nữa được rồi. Cái điều đó là cái điều rất là vui. Rồi mình thấy rõ ràng những người trong cộng mà cực đoan mà ở Việt Nam mình để qua đây đã không tập còn ở tỉnh Lâm Long hết đủ cùng quy hòa bổ giờ đủ mới đi ăn xin làm mẹ qua bên này lớn tuổi rồi qua bên đâu mà làm được gì đâu đó. Rồi xong nó bỏ mặt rồi còn một bà khùng nữa các bạn, thì tôi quên mẹ lúc nào quất hẳn cười vàng ba xong cổ thấy cái từng bà đi riêng bà gì đó không biết là luật sư dân quan gì đó, trời ơi bà nó mới đi đi ra được giờ Lâm Long rồi đó đó, lấy xứ người là vậy đó. Thì mình nó đi nó lại nó tới lui hoài, nó đỡ đâu cũng vậy thôi, mình cũng thắt cũng được trở lại và người Việt mình cũng kiếm người như lúc chương trình lúc nào cũng mong muốn trở về quê hương thăm gia đình. Thì riêng cá nhân nào thì ta thì không có giúp đỡ được gì cho nhà nước gì hết, nhưng mà có điều mình thăm quê hương mình rồi thấy đất nước mình phát triển rồi tất cả những cái gì này còn tốt đẹp hạnh phúc là thấy mình mừng rồi. Tại vì cái lớp nhỏ sau này ta không hiểu được cái giá trị của cái sự hòa bình, nó không hiểu được cái sự mà hiện giờ đức mình đã có, nó không hiểu được tại vì nó chưa từng trải, chưa hiểu được, nó chưa từng trải vì đó nó không có, nó không có, nó không có quý. Giống như tụi tao là lớp già, tụi tao ngày xưa là sống ở trong 2-3 chế độ rồi chiến tranh tiền biên rồi mình biết thấy quý cái hạnh phúc bây giờ, quý cái bây giờ giải thích làm sao cho nó hiểu, nhưng mà cái điều nó thấy nó bắt từ nhà mà hiểu biết 36 năm tới giờ thì một năm đi vậy tao cũng được hiểu người Việt nhiều về chắc không phải là một người hai người về, cũng nghĩa là càng càng số lượng ta đi về càng ngày càng tăng lên và không có gì, không có gì tuyên truyền cho bằng chính tay mắt tay rờ mắt thấy để đó. Chứ còn ở bên này thì cũng nói chuyện mà là nói mà các bài phổ biến về radio hoặc là trên trên truyền thông rồi đó không thích hiệu quả, có nghĩa là người thích người ta đi về trước đó, người ta đi về ta nhìn thấy cao ốc như bây giờ ta về đó, thấy chục căn nhà và nhà 81 tầng thì đường xa tự nhiên là nó bị bực dịch mình. Thế còn cái chuyện mà giờ nói là tao không tin đâu, vậy thì ta bắt người cố chấp mình khổ lắm, cái người mình này cố chấp khổ lắm mà nói cỡ nào tao cũng không có tin chứ trời, bởi vì cái đầu của họ nó là có vết hằn rồi nên là vì không có tin thì tao mà lôi kéo ta được về thì về á thì tao mới tin. Anh cứ sẽ đi tin ở đây nhé, một tao sẽ mời anh lên em đi lên nói anh mời anh lên hai tay hai chân, có nghĩa là tao quan hô và tao ủng hộ cái điều này rất là tốt, không có gì gọi là phải phiền toái gì rồi. Bởi vì tao cũng đã từng nói rồi, chúng ta nhìn về Việt Nam mà quê hương của mình mà cũng mắt thiện cảm thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp cả, đừng đừng có mang một cái lận thù gì, tại vì nó đã qua đi quá lâu rồi, nữa thế kỷ rồi còn gì nữa, chỉ nó mang được ta báo cho mày tao từng nói mình cái bữa nay có thì mình nữa là bộ trưởng bộ phòng Mỹ qua Việt Nam thăm và ký kết bàn giao ha. Rồi xong rồi có một cái này nữa hay nữa là hay nữa lại cho nè, chính quyền Mỹ hiện giờ đã công nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam à, cái này cái này cái này mình đây để cái về hay Mỹ công nhận là bên hay vâng Mỹ công nhận không lắm cái này hay ha. Ra tụi bay chống lại chống mù loi tao rồi lên đây bữa nay cái diễn đàn này nó hơi sạch 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 chứ lúc tao không có chữ thề đủ có chứ cái diễn đàn mà bôm ra nó chữ thề rồi chấm một con cạnh chấm cái gì cậu của mẹ nó giờ nó đã công nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam hàng Mỹ đó cậu mình là chấm cái gì mày thấy cục tức gì mày cháu thấy không thì tào lao bởi đó thì mọi người giống mà nãy tao để con Hương Đoàn Hương Đoàn kìa cậu mẹ con đều rất hư dạy mà thôi bắt đầu nó cái số tuổi của tao thì nó dặn nhưng đích danh con đích danh chưa hiểu mũi mà ăn chẳng là chỉ có đó rồi. Ok thì tao cũng đã nói về rồi, tôi nói vài câu thôi, tại cái này cái chủ đề này nó coi vậy cho nó rất là rộng lớn, nói tao chẳng biết thì xem cả gì đó, tao chỉ nói là điều rất rất tốt thôi, còn mà phân tích sâu xa được nữa thì tao không cần, tại vì đâu có cần những chuyện phân tích sâu xa, có nghĩa là cái chuyện đó khi khi người ta đã ban hành xác định như vậy rồi thì những người Việt kiều bên này là tất cả ở Việt Nam trong thế giới kể cả Úc, Canada, các thứ Pháp, Mỹ, Đức, Ý, chó gì từ người ta thấy người ta mạnh, ta về đúng không? Là người ta mạnh dạn đưa về như là đứng mà là càng tốt thế thôi đúng không, thế thôi tao hoan hô 100% thế thôi, có gì nữa đâu tao
thì nó không có hay ho lắm, tao nó cộng cặt lắm, bờ thằng thằng cứ bình lên đi, thằng cứ bình đẹp rồi kêu tao cứ thấy tao lên đi em, chứ còn tao tao chỉ trong trong tao chữ hay tao không nói gì với các bạn, tao chỉ còn muốn làm sao mà ở trong nước và kết lại đó tất cả như anh em mà hồi xưa có mắt như là kết lại tâm nó từng ra ngoài. Một chiếc đũa dễ bẻ lắm, nhưng mà một bó đũa khó bẻ, thế thôi. Giờ cái lượng chịu hối càng ngày nó càng tăng lên, lý do tại vì chịu về nhiều chứ hoài những thân nhỏ thôi, còn rồi những thân đã có dành mất tiền tại vì nó đầu tư làm thiếu gì, nhưng mà ngược lại khổ lắm ấy. Người đó bây giờ họ rưng tiếc cho người ta âm thầm ta làm, còn cái đám quỷ này cứ hở ra làm này đủ anh lên tào lao rồi ok vậy thôi, kêu cái nào đi lên đi, còn tao lúc đó thì tao đâu có nói gì đâu, tao chỉ khoái là chỗ là có nghị quyết ra rồi, tức là chịu bào về càng ngày càng đông, tại vì ta không biết sợ phải không, nên là vì đó ta cảm thấy ta hồi xưa ta không thắc mắc là biết sao vậy, có sao không ta không biết gì còn ta khi chúng ta lại khác ta còn ưu tư thì ta không hiểu gì hết, nhưng bây giờ ta mặc dạng ta về ta đâu có nghe gì đâu. Vâng, thì bây giờ vâng, vì cái nghị quyết 36 ra thì em nói anh ạ, cái đất nước Việt Nam mình ấy, thì mới bắt đầu phát triển từ năm 2000 đến năm 2004 thì là bộ chính trị mình tức là rất sản xuất ra cái nghị quyết 36 này, tức để coi như là những kiều bào về nước cùng coi như là làm ăn và phát triển cho cái đất nước Việt Nam mình. Thì thực tế ra em nói anh ạ, hiện nay đất nước Việt Nam mình ấy, thì là một đất nước rất là yên bình, tức là trong 5 năm nay tức là một trong những nước coi như là được thế giới xếp hạng số 1, tức là trong suốt 5 năm trở lại đây đúng không, thì hiện nay đất nước mình yên bình và đang phát triển, cho nên là cần rất nhiều ví dụ những kiều bào ở nước ngoài về thăm quê hương đất nước, về thăm cái tổ tiên ông bà mình, nơi coi như là có ít nhất phải có ông bà tổ tiên, và sau đó là những người ví dụ như anh chẳng hạn thì là nơi chôn rau cắt rốn của anh, thì đó là một cái nghị quyết ra theo em nghĩ là cũng rất kịp thời. Đấy, bây giờ thì em thực tế là em biết anh rất là lâu rồi, nhưng bây giờ em hỏi anh một cái câu này, hiện nay anh có còn anh đã nhập lại quốc tịch Việt Nam chưa hay anh chỉ có một quốc tịch? Anh hai quốc tịch và anh có sổ anh con của Việt Nam luôn mà, và thậm chí anh đã mua nhà tại Việt Nam luôn rồi mà anh sang tên anh đứng tên ok đó. Vâng, thì em nói anh qua anh ấy, thì anh vận động những cái người ví dụ là có đủ điều kiện hiện nay lên nhập quốc tịch Việt Nam. Vâng, lên nhập quốc tịch có rất nhiều những cái lợi, ví dụ mình hai quốc tịch mình có rất là nhiều lợi, mình hưởng được cái quyền lợi ở ngay trên cái đất nước mình, quê hương mình, và mình lại còn có cái quyền lợi ở bên đất nước sở tại và nơi mình sinh sống. Thì theo em nghĩ là như thế, người nhà em bảo là nên giữ quốc tịch Việt Nam không bỏ. Đúng rồi, đâu bỏ được đâu đâu, cái đó là anh lấy ra không bài bỏ được, có thể ta mình nói cái cơ hội là thiếu ở nước Mỹ này, mà nếu không nhập định ngay rồi đúng rồi, quay anh sẽ mời nghĩ là mệt đó, ở Mỹ này mà hay ngay bây giờ mà không có quốc tịch Mỹ là mệt đó, là lý do bây giờ chế độ cái chế độ của ông luôn luôn đều rất là khe khắt về coi như là nhập cư, còn ông làm có thể rủ về nước cũng được, ta đang chuyện không mình biết, nhưng quốc tịch Việt Nam đó là gốc, đó là gạch gốc, nhiều quốc không mình cũng đầu đen mà cho nên cái đó là rất bắt buộc rồi. Dạ. Không ai muốn bỏ quê hương cả, mà thậm chí là có nhiều nói rồi, có nghĩa là những người mà chờ anh cần một chút xíu. Vâng. Người ta chống cộng với nỗi điên cuồng giống như kia, nhưng mà bây giờ ta muốn về nước cả như là phạm duy đó thấy rõ ràng không? Dạ. Rồi Quý Cao Kỳ nè, trời ơi, những người mà tay to mặt lớn á, người ta vẫn sách vớt đi về nước, rồi thậm chí những người đây mất bên này mà trước khi mất người ta yêu cầu là đến sát về quê nhà, có người quả thì về đem cho về quê nhà đó, cái đó nhưng mà họ cấp tóc lan can như có đấy phạm không hiểu gì cả. Em nói anh vừa rồi nhá, cái ông Bùi Tín mà là một cái ông coi như là mình gọi là ông Phạm Quốc đúng không, Bùi Tín Phạm Quốc khi mà mất ở đi ở bên Pháp cũng coi gia đình cũng muốn xin phép chính phủ Việt Nam đưa cái một chút cho đó về quê hương nó một cách khác thì nữa tao ủng hộ 100% rồi, chuyện đó chuyện bình thường quá tốt, không có cái gì nữa rồi, cái càng ngày đất nước mình ta
ta đã từng nói mấy cái diễn đàn khác rồi, đất nước mình là đang phát triển, đây là chỉ đang phát triển rất tốt, thứ hạng thứ bảy trong trên thế giới, thì cái chuyện đó là không có đáng lo hiện tại. Mà tao nhắc mình một câu nữa, có nói lại một nữa là ngay bây giờ thằng Mỹ là ba đã vào cuộc của bà, quốc phòng Mỹ đang thăm Việt Nam và hiện giờ Mỹ đang công nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam, mà chỉ cần bao nhiêu đó là lớn lắm rồi. Vâng, đúng đó là rất vui. Vậy mày lấy công thức gì mà cháu, mày lấy công thức gì mà cháu, không có gì. Vâng, thì nói chung là hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay coi như đang phát triển coi như rất chặt chẽ. Vâng, hợp tác lúc nào thì nó quên qua chứ nó mà nổi dậy biểu tình rồi lật đổ thế nào thì ủng hộ là kia đúng mà. Tao mới thắc mắc tại Hoa Kỳ mà nó ủng hộ gì mà nó gửi máy bay qua đủ đồng tàu được là máy thôi hàng rồi bây giờ muốn qua cái ký kết công nhận đủ để ủng hộ mình đặt đổ hả? Cái cù loi tào lao mới nói cái cù này biết nó điên rồi đảo tưởng riết không có chân rồi còn nó nói chuyện trên trời thứ mà lụp lon mà đi uống ba rồi rác rồi thiên nhiên đến sao quả phải bởi vì riết tao nói riết là tao không là biết tao không nói bởi vì nói thứ mà nó có một trình độ kiến thức cơ bản. Nguyễn Thị Thương nói đúng đấy. Bây giờ cụ Trần Siêu giờ đang ở một trường rồi. Rồi em cảm ơn anh. Hiện nay có một cái bạn rất trẻ, bạn muốn lên tham gia chương trình.